Xin chào các bạn khán giả của Đèn Đỏ Cinema. Năm 2023 sắp trôi qua, và không có gì tuyệt hơn trong khoảnh khắc cuối cùng của năm ngoài việc quây quần bên gia đình và thư giãn giải trí với những bộ phim hoạt hình hài hước. Để đáp ứng mong muốn đó của khán giả đại chúng, nhà sản xuất phim Illumination nổi tiếng với các phim hoạt hình về những chú Minion đáng yêu, đã cho ra mắt một bộ phim hoạt hình giải trí mới cho các gia đình, có tên là Nhà Việt Di Cư. Vậy bộ phim này liệu có đủ ấm áp để khép lại mùa đông lạnh giá của năm 2023? Cùng Đèn Đỏ Cinema chúng mình review phim này nhé. Đúng như cái tên tiêu đề, kịch bản của phim xoay quanh cuộc di cư của một nhà Việt trời, rời khỏi ao làng thân quen của mình để đi du ngoạn phiêu lưu đến vùng trời mới hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn hơn. Trên đường họ gặp phải không ít chông gai thử thách, nhưng sau cùng vẫn quyết tâm vượt khó bằng tinh thần đam mê phiêu lưu cùng với sự đoàn kết tình cảm gia đình. Kịch bản chán chường trốn ao làng tù túng và muốn mở to mắt tìm hiểu những chân trời mới đã là một công thức điển hình cho nhiều phim hoạt hình từ trước đến nay. Bởi nó dễ dàng đưa các nhân vật ra khỏi vùng an toàn để bộc lộ tính cách phẩm chất cá nhân của mình, cũng như tạo nên những mâu thuẫn giữa cái cũ và cái mới. Tuy nhiên có vẻ bộ phim này thiên về đem lại tiếng cười cho khán giả nhiều hơn là xây dựng một câu chuyện, nên hầu hết những mâu thuẫn này chỉ được khai thác một cách qua loa đại khái và dành phần lớn thời lượng cho các trường đoạn giải quyết tình huống thử thách trên hành trình. Các chướng ngại gia đình nhà Việt gặp phải không thực sự quá gay cấn để khiến khán giả nín thở, và cách giải quyết các tình huống này có thể coi là khá yếu so với các phim khác của hãng Illumination. Vì vậy, kịch bản phim có thể đáp ứng tiêu chí thư giãn với những tràng cười sảng khoái. Thế nhưng đối với các bạn kỳ vọng sự đổi mới thì rất tiếc, bộ phim này không đáp ứng được tiêu chí như vậy. Việc xây dựng nhân vật trong nhà Việt di cư cũng hoàn toàn một chiều, rõ ràng tính cách ngay từ cử chỉ và hành vi bề ngoài. Với việc nhà sản xuất tạo ra tuyến nhân vật đơn giản như vậy và đặt họ vào trong những tình huống ngặt nghèo, những phản ứng và thay đổi tâm lý của các nhân vật có thể nói là khá dễ dãi và dễ đoán cho các bạn khán giả. Chính vì vậy lại một lần nữa, mặc dù mục đích ban đầu là để giải trí và gây cười, song các nhân vật trong nhà Việt di cư không thực sự để lại nhiều dấu ấn bằng những chú Minion tinh nghịch đặc trưng của hãng Illumination. Bối cảnh trong phim nhà Việt di cư tương đối đa dạng, đi từ vùng ao hồ yên bình đến trung tâm thành phố với những tòa nhà chọc trời, từ vùng rừng rậm hoang vu đến hòn đảo Jamaica với thảm thực vật xanh tươi trù phú. Các bối cảnh nhỏ như nhà của chim diệc, nhà hàng của tên đầu bếp đều minh họa tốt cho tính cách của các nhân vật trong đó và in đậm ấn tượng hơn về các thử thách mà gia đình nhà Việt phải vượt qua. Sử dụng chung một hệ sinh thái hình ảnh với các nhà sản xuất khác như DreamWorks hay Blue Sky, kèm theo việc là một bộ phim dành cho cả gia đình, nên không có gì lạ khi hình ảnh của phim tràn ngập màu sắc và ánh sáng. Ngay cả trong những tình huống căng thẳng nhất, bộ phim vẫn luôn cố gắng duy trì một màu phim tươi sáng để đảm bảo không quá khó tiếp cận với các khán giả trẻ tuổi. Bộ phim có nhiều cú máy toàn khoe những cảnh quan rộng lớn, hùng vĩ, đủ để làm choáng ngợp cho khán giả cũng như cho người xem thấy hành trình di cư của gia đình nhà Việt gian khổ nhưng đầy thú vị thế nào. Âm thanh của phim được thiết kế nghe rất vui tai và thường xuyên có những hiệu ứng hài hước để gây cười nhưng cũng không bị lố. Trong những cảnh quay hùng vĩ hay trong những cảnh quay đối đầu với phản diện, các hiệu ứng âm thanh trầm phần nào cũng tạo nên sự choáng ngợp hay căng thẳng cho khán giả, qua đó linh hoạt thay đổi cảm xúc của người xem. Nhạc phim chính của nhà Việt di cư mang đậm chất nhiệt đới với tiếng trống là chủ đạo và liên tục vang đi vang lại như một kim chỉ nam cho mục tiêu gia đình nhà Việt đang hướng tới. Đối với các cảnh cần đến sự thay đổi về nhạc thì nhạc phim cũng có sự tùy biến linh hoạt, nhưng vẫn duy trì được màu sắc vui tai để đảm bảo khán giả mọi lứa tuổi có thể thưởng thức bộ phim. Là một bộ phim hoạt hình dành cho toàn khán giả đại chúng, Nhà Việt di cư rất xứng đáng để các bạn khán giả cùng với gia đình mình thư giãn và tận hưởng ngoài rạp để khép lại một năm 2023 đầy nhộn nhịp của điện ảnh thế giới. Còn đối với các bạn khán giả kỳ vọng vào một luồng gió mới độc lạ đến từ nhà Illumination, thì có lẽ còn phải lâu nữa thì họ mới vượt qua được cái bóng quá lớn của những chú Minion da vàng tinh nghịch đáng yêu. Bài review về bộ phim Nhà Việt di cư của chúng mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn khán giả của Đèn Đỏ Cinema đã chú ý theo dõi. Đừng quên bấm like và đăng ký cho kênh của chúng mình nếu các bạn thích video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Kênh hàng đầu chuyên nói về phim Đèn Đỏ Cinema.